anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, Lạy Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy người sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Phêrô kéo người lại và can gián người rằng: Lạy thầy, không thể thế được, thầy sẽ không phải như vậy đâu. Nhưng người quay lại bảo Phêrô rằng: Hỡi Satan, hãy lui ra đằng sau thầy, con làm cớ cho thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những gì thuộc về Thiên Chúa mà chỉ hiểu biết những gì thuộc về loài người. Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Nếu ai muốn theo thầy thì hãy từ bỏ mình đi và vác thập giá mình mà theo thầy. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sự sống. Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình thì được ích gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì con người sẽ đến trong vinh quang của cha người cùng với các thiên thần của người. Bấy giờ người sẽ trả công cho mỗi người tùy theo việc họ làm. Thầy bảo thật các con, trong những kẻ đang đứng đây có những người không nếm sự chết trước khi xem thấy con người đến trong nước người. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, sau khi tuyên bố mình phải lên Jerusalem chấp nhận cuộc khổ nạn và cái chết, thì Phêrô tông đồ trưởng không đồng tình với thầy, vì ông mới tuyên xưng ngài là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì không thể có một cái chết nhục nhã và ghê sợ như thầy tiên báo. Và Đức Giêsu Kitô đã phản ứng với Phêrô, ngài không đồng tình với suy nghĩ của ông khi ông can ngăn mình. Từ đó ngài xác định: Nếu ai muốn theo thầy, hãy từ bỏ mình đi, vác thập giá mình mà theo. Vì chưng ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ được sống. Thì ra theo Chúa là phải chấp nhận một sự chọn lựa giữa cái được và cái mất, giữa sự sống đời này và sự sống đời sau, giữa lời tuyên xưng, đức tin và hành động đi theo lời tuyên xưng ấy. Chúng ta thấy Phêrô đã tuyên xưng đức tin của ông vào tuần trước, thầy là Đức Kitô. Nhưng tuyên xưng không đủ. Muốn theo ngài đến tận cùng thì phải có hành động. Hành động đó là vác thập giá, đó là từ bỏ, đó là đi theo Đức Giêsu Kitô. Như thế, theo Chúa thì được gì và mất gì? Tôi nghĩ rằng theo Chúa mất mạng sống, tức là từ bỏ chính bản thân của mình và vác thập giá theo ngài. Cái mất mà người môn đệ của Đức Giêsu phải chấp nhận, đó là cái mất của thú vui chóng qua, đó là cái mất của danh vọng và địa vị, cái mất của cuộc sống tranh cãi thắng thua trước anh chị em của mình, thậm chí còn ngay cả trước tòa đời. Chúng ta chấp nhận thua để chúng ta thắng. Chúng ta chấp nhận những Kitô hữu khi đối diện với tòa án bị vu oan, hay vì đức tin của mình bị kết án, thì chẳng mấy ai tranh cãi để giành sự thắng hay thua, mà chỉ chấp nhận im lặng như thầy Giêsu. Mà nếu có lên tiếng chăng thì chỉ để bảo vệ và minh chứng cho sự thật và đức tin của mình. Chúng ta mất gì? Mất hẳn quyền lực và tội lỗi. Chúng ta mất luôn cả mạng sống của mình, chứ không như những người theo thế gian ngày hôm nay. Họ sợ mất tiền của, họ sợ mất đất đai nhà lầu, họ sợ mất những gì mà họ đang sở hữu, thậm chí còn tìm cách để trốn chạy
bằng việc mua cho bằng được hộ chiếu của đảo Ship để một người đảng viên cộng sản phải có hai quốc tịch, một quốc tịch Việt Nam, hai quốc tịch Ship, với tất cả những số tiền khủng mà trên mạng đang rầm rộ về một đại biểu của quốc hội là ông Quốc. Chúng ta đành mất tất cả, mất những gì Chúa đòi chúng ta. Cái mất gay gắt hơn đó là cả sự sống của mình, để minh chứng Đức Giêsu Kitô thầy là con Thiên Chúa. Phêrô đã đành mất tất cả điều ấy sau khi ông đã nhận ra điều mà thầy can ngăn mình. Sau khi ông đã nhìn ra thánh ý của Thiên Chúa không phải là suy nghĩ như mình, ông đã đón nhận, để rồi Phêrô đã chấp nhận mất cả mạng sống mình để minh chứng cho Đức Giêsu Kitô. Khi ông chấp nhận cuộc tử đạo mà theo truyền thống Phêrô đã đóng đinh ngược, đầu cắm xuống đất, chân lên trời, bởi ông nói ông không xứng đáng chết như thầy. Thế chúng ta được cái gì? Mất thì phải được. Nếu tôi chấp nhận mất của cải vật chất, tôi chấp nhận mất danh vọng địa vị, tôi chấp nhận mất cả mạng sống của tôi, thì tôi được gì? Cái được đầu tiên mà Chúa Giêsu nói với chúng ta, đó là các con sẽ được thánh giá. Các con vác thánh giá theo thầy. Đó là cái điều được đầu tiên. Khi được thánh giá mà chúng ta vác trong vui vẻ hân hoan, vác trong suốt cuộc đời của mình với niềm vui, thì đó là chúng ta đang được đồng hành với Đức Giêsu Kitô. Chúng ta được mạng sống của mình ở đời sau, nghĩa là sau khi đã đồng hành với Chúa Giêsu với thập giá mà mình hân hoan vác trên vai, chúng ta được nước trời, chúng ta được hạnh phúc vĩnh cửu, chúng ta được sự bình an và tâm hồn thanh thản, chúng ta được hạnh phúc trường tồn, được ân phúc mà Chúa sẵn sàng ban cho các tôi tớ trung thành. Con đã trung thành trong việc nhỏ, con đã đi hết chặng đường với cha, giờ đây con sẽ được phần thưởng nước trời. Hỡi người đầy tớ trung thành, hãy vào hưởng niềm vui mà của chủ đã dành cho con. Chúng ta được một tấm vé vào dự tiệc vui nước trời, như năm cô trinh nữ khôn ngoan đã đốt đèn với đầy dầu mà ngọn đèn ấy không bao giờ tách phụt. Cái được là hạnh phúc, không phải là hạnh phúc trắng qua, cũng chẳng phải là những gì mang lại cho cuộc sống trần thế này dễ dãi hơn, mà là hạnh phúc vĩnh cửu. Cuộc sống của những người theo Đức Giêsu Kitô ở trần thế này không dễ dãi hơn đâu. Bước đi trên vai có thập giá, bước đi trên vai có đau khổ, bước đi với sự sỉ nhục, vu khống và cáo vạ của anh chị em mình. Thế nhưng họ vẫn vui, họ vẫn hân hoan để họ bước đi, và phía trước là cành lá thiên tuế đang chờ đón họ. Cánh cửa thiên đàng đang mở rộng để Đức Giêsu Kitô ra đón và đưa họ vào nước trời. Chúng ta chấp nhận hy sinh, chúng ta chấp nhận vất vả, chúng ta chấp nhận thiệt thòi để chúng ta được cái lớn mà Đức Giêsu Kitô đã trở thành mẫu gương cho chúng ta. Ngài chấp nhận mất tất cả, mất cả sự sống của mình, mất những danh vọng địa vị mà đúng ra Ngài là con Thiên Chúa, Ngài phải được hưởng. Nhưng khi trở thành con người, Ngài đã từ bỏ đến tận cùng. Một manh áo che thân trong cái chết trần truồng của thập giá, một ngôi mộ phải mượn của người khác để đặt thân xác mình sau khi tắt thở. Và cuối cùng, Ngài đã chiến thắng bằng sự phục sinh và đưa mọi người bước theo Ngài lên nước trời.
xin cho chúng ta ngày hôm nay biết chọn lựa giữa cái được của trần gian, cái mất của trần gian và cái được của nước trời, để chính chúng ta nhờ thánh thể mà chúng ta đón nhận trong thánh lễ, chúng ta có sự chọn lựa quyết định của chính mình để theo Đức Giêsu Kitô đến cùng. Amen.